Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tin Mới xin chuyển đến quý vị khán giả về bản tin lũ lụt Trung Quốc, tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến mưa lũ đang diễn ra tại Trung Quốc, cũng như là tình hình an nguy của con đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn trọng tâm về những ảnh hưởng sau khi cơn bão Haren, cơn bão số 5 đổ bộ vào vùng Đông Bắc. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Thi công siêu đập thủy điện ở Tây Nam Trung Quốc đạt tiến độ tốt, 28 con sông tại Trung Quốc vượt lũ cảnh báo. Nông dân lo lắng khi bão lớn tàn phá giỏ bánh mì của Trung Quốc. Dự án siêu đập thủy điện Bạch Hạc Than của Trung Quốc đang bắt đầu tiến hành lắp ráp những chi tiết quan trọng và đây là một trong những dự án thủy điện lớn nhất đang được thi công. Dự kiến sẽ là nhà máy thủy điện lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau nhà máy đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã, dự án xây dựng đập thủy điện Bạch Hạc Than ở phía Tây Nam Trung Quốc đã diễn ra suôn sẻ. Hôm thứ Tư, một khối quay mới vừa được lắp đặt trên một trong những tua bin của nhà máy này. Khối quay này nặng hơn 2.000 tấn và được phát triển bởi Tập đoàn Điện lực Cáp Nhĩ Tân, một trong những nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu của Trung Quốc. Đây là khối quay thứ hai được lắp đặt sau khối thứ nhất được lắp vào tháng trước. Đập Bạch Hạc Than nằm trên sông Kim Sa, một nhánh sông nằm ở thượng nguồn sông Trường Giang, chảy qua địa phận các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam. Đập với vòng cong cao 277m với độ cao đỉnh là 827m, chiều rộng ở chân đế là 72m và ở đỉnh là 13m. Sau khi hoàn thành, con đập khổng lồ này có thể quản lý lưu vực rộng 430.000 km², tức là 91% lưu vực sông Kim Sa. Bê tông là thành phần chính của con đập, được trộn từ đá, cát và vật liệu kết dính, thường là xi măng và tro than. Bột tro than, bột có thể làm giảm nhiệt sinh ra do xi măng phản ứng với nước, giúp làm tăng chất lượng của bê tông. Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than sẽ sử dụng 16 tua bin công suất phát của mỗi tua bin là 1.000 MW. Theo dự kiến, nhà máy thủy điện này sẽ đạt sản lượng điện hơn 60 tỷ kWh một năm, tương đương với 2/3 sản lượng điện tiêu thụ của Bắc Kinh vào năm 2015. Dự án nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than giúp cắt giảm phát thải khí là 52 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm. Dự án không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh cơ cấu năng lượng Trung Quốc mà còn giúp phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang. Xét về khối lượng, đập Bạch Hạc Than sẽ là con đập lớn thứ 3 của Trung Quốc và là thứ 4 trên thế giới đạt được khởi công xây dựng vào năm 2008 và bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, cơn bão số 5 đổ bộ kèm theo mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng lũ lụt tồi tệ tại vùng Đông Bắc của Trung Quốc. Lũ vượt cảnh báo trên 28 con sông đã vượt mức cảnh báo. Theo Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, sông Tùng Hoa, phụ lưu lớn nhất của sông Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến trận lũ đầu tiên trong năm. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Tư, mực nước tại trạm quan trắc Giai Mộc Tư đạt 79,32m, lưu lượng lên tới 12.200m³/giây, bị ảnh hưởng bởi các cơn bão. Kể từ cuối tháng trước, Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên các con sông như Tùng Hoa và Nộm Giang, cũng như một số nhánh của chúng. Ủy ban Kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung Quốc hôm thứ Hai đã nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và bão từ cấp 4 lên cấp 3 vì những trận mưa như chút nước do bão số 5 gây ra đổ xuống vùng rộng lớn phía Đông Bắc Trung Quốc trong tuần này. Theo tin mới nhất của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tổng cộng 28 con sông đã có mức lũ lụt trên mức cảnh báo, trong đó có 5 con sông có mực nước vượt cao mức đảm bảo. Dự báo có thể sẽ có thêm mưa lớn và lũ lụt ở các vùng của Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang trong 3 ngày tới. Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Diệp Kiến Xuân kêu gọi nỗ lực tăng cường kiểm soát lũ lụt ở các con sông bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Phòng Giáo dục thành phố Trường Xuân thủ phủ tỉnh Cát Lâm đã yêu cầu tất cả các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo trong thành phố tạm dừng các lớp học do bão số 5. Mưa lớn đã đổ bộ vào hầu hết các khu vực của thành phố từ thứ Hai đến thứ Ba do cơn bão số 5 trong năm nay gây ra, bắt đầu từ sáng thứ Hai. Mưa bắt đầu trút xuống khắp tỉnh Cát Lâm.
Sau khi càn quét qua Nhật Bản và Hàn Quốc, cơn bão số 5 đã đổ bộ với mưa to và gió lớn trên khắp vùng Đông Bắc Trung Quốc kể từ ngày thứ Hai vừa qua, giáng một đòn nữa vào một trong những vùng trung tâm nông nghiệp của đất nước, nơi đã phải hứng chịu hai cơn bão khác trong những tuần gần đây. Theo Tân Hoa Xã, thời tiết khắc nghiệt đã làm cho tình hình thiệt hại càng thêm tồi tệ, nhất là ở những khu vực còn chưa kịp phục hồi sau cơn bão số 4. Những ngày đầu tháng này, các cánh đồng ngô bị san phẳng, đồng lúa bị nhấn chìm và nguy cơ lũ lụt gia tăng trên hàng chục con sông. Chính quyền ở các tỉnh bị ảnh hưởng đang cảnh giác cao độ với lượng mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục. Đây là những tin rất xấu đối với hơn 100 triệu cư dân ở vùng Đông Bắc, khu vực được mệnh danh là vựa lúa mì của Trung Quốc, vì sinh kế của người dân địa phương phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Năm 2022, ba tỉnh chiếm 20% tổng sản lượng lương thực của cả nước. Bà Li Cheng Mai, người điều hành một hợp tác xã ngô ở Cát Lâm cùng 4 nông dân khác, chia sẻ với tạp chí Xít Thanh rằng một nửa trong số 200 mẫu, tức là hơn 13 hectare đất của hợp tác xã này đã bị hủy hoại do bão. Mùa màng bị san phẳng và các trang trại ngập sâu đến mắt cá chân. Bà Li cũng chia sẻ thêm, những thân cây ngô vẫn chưa chín và không thể thu hoạch được. Chúng tôi không thể làm gì bây giờ để bù đắp tổn thất. Đây là một mùa bão bất thường đối với khu vực. Trong lịch sử, trung bình hàng năm tại đây hứng chịu từ 1 đến 2 cơn bão cực đoan. Tuy nhiên thì trong năm nay, vùng Đông Bắc Trung Quốc đã hứng chịu tới 3 cơn bão trong khoảng thời gian chỉ 2 tuần. Lần đầu tiên ở Trung Quốc trong ít nhất 70 năm không có một cơn bão nào được ghi nhận vào tháng trước. Nhưng khoảng thời gian cuối tháng này và đầu tháng sau đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể sau khi bão số 4 đổ bộ vào tỉnh Liêu Ninh vừa qua. Bão số 4 tấn công vùng lân cận Cát Lâm những ngày sau đó và hiện nay là cơn bão số 5. Trong khi vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng của các cơn bão, những người nông dân cho biết các loại cây cao và dễ bị gió tác động như ngô đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Vụ lúa thu chiếm đến 70% sản lượng thu hoạch hàng năm của đất nước đang đến gần. Những người dân địa phương như bà Ly đang lo lắng về những ảnh hưởng kinh tế của bão đối với cuộc sống của họ. Mã Thụ Thành, một nhà nghiên cứu khí tượng nông nghiệp của dịch vụ khí tượng Cát Lâm cho biết, tỷ lệ thân cây ngô bị đổ hoặc gãy rất cao, dự báo khoảng 30-70% diện tích trồng ngô trong tỉnh có thể bị san phẳng. Các cánh đồng lúa dù ít bị ảnh hưởng bởi gió mạnh nhưng lại chìm trong nước. Ông Mã nói thêm, ở đây rất hiếm khi có 3 cơn bão trong vòng chưa đầy một tháng. Đó là một hiện tượng cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Đến nay, động đất đã khiến 7 người thiệt mạng, 4 tỉnh thành gần đó đều cảm nhận được độ rung lắc, trong khi gần tâm chấn có khá nhiều điểm du lịch. Theo thông tin của mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra tại huyện Lô Định, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 12 giờ 52 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương với độ sâu chấn tiêu 16 km. Sau đó không lâu đã có ít nhất 3 trận dư chấn mạnh từ 3 độ trở lên cũng liên tiếp xảy ra tại đây. Theo truyền thông địa phương, gần tâm chấn có khá nhiều điểm du lịch như các khu rừng, núi và lạch nước. Chuyên gia cho rằng khó có khả năng xảy ra động đất lớn hơn tại khu vực này trong tương lai gần, nhưng dư chấn vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Trong cuộc họp báo tổ chức chiều cùng ngày, chính quyền Châu Tự trị Dân tộc Tạ Cam Tư cho biết đã có 7 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất. Địa phương này cũng đã cử 635 nhân viên cứu hộ, gồm cảnh sát vũ trang, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện lực, thông tin liên lạc và giao thông, tiến hành công tác cứu hộ. Theo đánh giá ban đầu, trận động đất này có phạm vi rộng, cường độ mạnh. Ngoài tập trung chính ở tỉnh Tứ Xuyên, các tỉnh thành lân cận như Trùng Khánh, Vân Nam, Thiểm Tây và Quý Châu cũng có báo cáo cảm nhận được độ rung lắc của động đất. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp quốc gia cấp độ 3 và ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp quốc gia cấp độ 4. Riêng tỉnh Tứ Xuyên kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ 2, thành lập ban chỉ huy khẩn cấp và tổ chức họp khẩn nhằm triển khai công tác ứng phó khắc phục thiên tai. Hơn 50 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 7,2 triệu đô la Mỹ đã được chính quyền tỉnh này hỗ trợ khẩn cấp cho Châu Cam Tư khắc phục hậu quả động đất và cứu trợ thiên tai. Sau khi động đất xảy ra, Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Vương Hiểu Huy đã yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng tổ chức lực lượng, tranh thủ từng giây, từng phút, làm tốt công tác cứu trợ động đất, kiểm tra tình hình thiệt hại vùng tâm chấn và ổn định đời sống người dân vùng thiên tai. Thưa quý vị, tính đến tối thứ Sáu tuần qua, động đất kép tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 18 người thương vong.
trong đó trận động đất mạnh 6,1 độ Richter được xác định là dư chấn của một trận động đất từ năm 2013. Tính đến tối thứ Sáu, hai trận động đất có cường độ 6,1 độ và 4,5 độ đã xảy ra tại thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Tất cả số người chết và bị thương đều ở huyện Bảo Hưng, nơi xảy ra động đất 4,5 độ. Theo thông tin từ cuộc họp báo tổ chức tối cùng ngày, Cục Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết, trận động đất 6,1 độ là dư chấn của trận động đất 7 độ xảy ra từ năm 2013. Hai trận động đất này cách nhau 9 km. Trước đó, theo thông tin từ mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra tại huyện Lô Sơn, thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 17 giờ chiều ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, với độ sâu chấn tiêu 17 km. Sau đó 3 phút, một trận động đất khác có cường độ 4,5 độ ở độ sâu 18 km cũng xảy ra tại huyện Bảo Hưng thuộc thành phố này. Các nhà chức trách thành phố Nha An đã điều động hơn 4.500 người đến khu vực động đất, gồm các nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và quân đội. Theo thống kê sơ bộ, có 196 sự cố địa chất tiềm ẩn trong vòng 20 km tính từ tâm chấn. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cấp độ 3 về phòng chống thiên tai địa chất và cử đoàn chuyên gia đến khu vực động đất. Các chuyên gia nước này cho biết đây là trận động đất có cường độ lớn nhất trong 9 năm qua tại khu vực này, đồng thời dự báo những trận động đất lớn hơn khó có khả năng xảy ra tại đây trong những ngày gần đây. Tỉnh Tứ Xuyên là khu vực dễ xảy ra động đất ở Trung Quốc. Năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ đã xảy ra tại huyện Vân Xuyên của tỉnh này, đã gây thiệt hại lớn về người và của, cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!